Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tìm Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 7 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, nếu không có trận mưa xối xả ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, người ta thường quên mất đó là một dòng sông dù có ở gần, nhưng nó đích thực là dòng sông mẹ của những người dân sống hai bên bờ của dòng sông. Là một nhánh của sông Phụ Dương trong hệ thống sông Yiya ở lưu vực sông Hải Hà, nó thậm chí còn không có tên đầy đủ. Các chuyên gia bảo tồn nước chỉ có thể gọi nó là sông Bắc Sa, sông Hoài. Hầu hết các lòng sông của nó thường khô ráo, nhưng dưới cơn mưa lớn, nó thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với bình thường. Vào khoảng 8 giờ ngày thứ Năm tuần trước, những hạt mưa bắt đầu rơi, thiết bị khí tượng ngay lập tức bắt đầu tự động chuyển dữ liệu lượng mưa thu thập được đến Cục Khí tượng Quốc gia theo thời gian thực. Gần 3 ngày sau, vào lúc 7 giờ ngày thứ Bảy, dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho thấy lượng mưa tích lũy tại trạm Lương Gia Trang ở Triệu Trang, huyện Lâm Thành, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã vượt qua 1.000mm, trở thành điểm có lượng mưa lớn nhất trong lịch sử mưa lớn hiếm gặp ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Giá trị này thực sự khiến nhiều người kinh ngạc so với lượng mưa trung bình hàng năm là 500mm ở Hình Đài. Lượng mưa 2 năm tại ngôi làng nhỏ trên núi này bằng lượng mưa chưa đầy 3 ngày vừa qua. Vì vậy, với việc công bố thông tin thời tiết, ngôi làng nhỏ nằm sâu trong dãy núi Thái Hàng này cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận. 7 thăng 8 trầm là mùa mưa đến hàng năm trên đồng bằng Hoa Bắc rộng lớn ở phía đông núi Thái Hàng. Một khi lượng hơi nước đủ do cơn bão mang đến bị chặn bởi dãy núi Thái Hàng ở ngã ba của đồng bằng Hoa Bắc và cao nguyên Hoàng Thổ, sau khi sao hỏa va vào trái đất sẽ có rất nhiều mưa ở khu vực địa phương. Lũ sẽ nhanh chóng hội tụ thành dòng dọc theo các rãnh và ngã ba của dãy núi Thái Hàng và đổ xô đến đồng bằng Hoa Bắc dọc theo sườn phía đông của dãy núi Thái Hàng nhờ độ cao của địa hình. Tây Tử Câu, nơi Lương Gia Trang tọa lạc, chỉ là một trong nhiều ngã ba ở sườn phía đông của núi Thái Hàng. Sông Hoài Hà chảy thẳng qua đáy Tây Tử Câu, trong làng có những cây cầu trên sông nối liền phía đông và phía tây và dân làng sống ở hai bên bờ sông. Những trận lũ mang tính thời điểm này không chỉ gây thiệt hại về tài sản, thậm chí là thương vong mà còn để lại những ký ức khó phai mờ đối với người dân địa phương. Đối với người dân làng Lương Gia Trang, lần cuối cùng họ gặp lũ quét là 2 năm trước, cùng thời điểm xảy ra thảm họa mưa xối xả ở Trịnh Châu. Đối với Hào Lập Kiệt, bí thư chi bộ thôn Lương Gia Trang, ký ức về trận lụt liên quan trực tiếp đến nỗi đau. Một lần anh học từ thị trấn huyện về nhà trong một trận mưa lớn, trước cảnh nước sông dâng cao đột ngột, anh chọn một chỗ hẹp để lội qua sông. Thật bất ngờ, dòng nước trong phần hẹp của dòng nước chảy xiết hơn. Những người đi bước đầu tiên chỉ kịp kêu lên kinh ngạc trước khi bị lũ cuốn trôi. Trước đó, Lương Gia Trang gặp phải trận mưa lớn ở lưu vực sông Hải Hà. Trận lũ đó đã đánh cho dân Lương Gia Trang sơ sát tiêu điều. Lũ về bất ngờ, công trình điện bị phá hỏng, đường ống cấp nước trên sông bị vỡ, đường ra vào làng bị cuốn trôi, điện thoại cố định mất tín hiệu. Làng Lương Gia Trang trong núi sâu trở thành một hòn đảo biệt lập, cách biệt với thế giới bên ngoài. Có hai cây cầu trong thôn, lũ lụt phá hủy cầu Mãn Thủy. Thôn dân hai bên bị chia cắt nên cũng mất liên lạc. Khi lũ đến, người dân miền núi không kịp phòng bị. Khác với cảnh chống lũ dữ dội trong quá trình chống lũ ở đồng bằng, chiến lược ứng phó với lũ ở đây là phòng tránh khẩn cấp. Để tránh nguy hiểm, bạn phải chuẩn bị đầy đủ trước. Ở Lương Gia Trang, một con đập bảo vệ làng, một hồ chứa nước và một cây cầu liên tâm bắc qua sông Hoài sẽ được xây dựng trong vài năm tới. Để đối phó với cơn mưa bắt đầu vào ngày hôm đó, Lương Gia Trang đã chuẩn bị loa cầm tay có thể sạc lại và cổng chiêng lớn để nhắc nhở dân làng đề phòng khẩn cấp. Bộ phận bảo tồn nước đã phân phát điện thoại vệ tinh, nước uống, thức ăn cho mọi người ở làng Tây Tử Câu. Còn những người có ô tô riêng thì đổ xăng phóng xe lên cao. Sáng sớm ngày thứ Sáu, khi cơn mưa kéo dài nhiều ngày khiến con sông chảy qua thôn dâng cao đến mặt cầu, 112 người thuộc 57 hộ dân trong thôn đã được chuyển lên một số hộ ở vị trí cao hơn trong thôn theo diện di rời sắp xếp trước đó mất chưa đầy 2 giờ. Trưa ngày thứ Sáu, khi lũ tràn qua đập tại nhà của Hào Lập Kiệt, nơi tái định cư tập trung, những người phụ nữ cùng nhau nấu một nồi phở lớn, một số khu vực trong làng vẫn bị mất điện. Những người đàn ông khởi động ô tô riêng để sạc điện thoại. Tuy nhiên, công việc chuyển nơi trú ẩn an toàn ở làng Trương Thực Yển,
thị trấn Trương Thực Yển, huyện Thạch Hoàng, thành phố Thạch Gia Trang, nơi cách biệt với Tây Tử Câu bởi một ngọn núi, đã không diễn ra suôn sẻ như vậy. Sông Hải Hà bắt nguồn từ đạo Lệ Hoàng Câu, nơi có làng Trương Thực Yển. Đồng thời, Trương Thực Yển cũng là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng cấp quốc gia. Khi các cán bộ thị trấn và thôn ở huyện Chanh Hoàng tổ chức quần chúng di chuyển để tránh nguy hiểm, một số du khách từ xa đã từ chối di chuyển từ trang trại vùng trũng lên khu dân cư vùng cao hơn. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày thứ Sáu, Hào Xoáy, bí thư đảng ủy thị trấn Trương Thực Yển nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Dòng lũ trước mắt như thác nước, nghe tiếng lũ ầm ầm xô đẩy những tảng đá lớn nhỏ dưới sông. Chính tại làng Tô Gia Đài, lượng mưa cực lớn chảy từ Tây Tử Câu ở huyện Lâm Thành, thành phố Huỳnh Đài đã hòa vào dòng lũ dữ Lý Trang Câu, nơi có làng Trương Thực Yển. Đầu nguồn của sông Hoài Hà ở Lý Trang Câu cao 1.100m so với mực nước biển và thôn Tô Gia Đài cao hơn mực nước biển 600m. Khoảng cách giữa chúng chưa đến 8km nhưng độ cao đã giảm 500m, không xa lạ gì với lũ lụt. Lúc này, trong trận mưa lớn không ngớt, dòng nước từ trong núi nhanh chóng hội tụ vào sông. Nước trong các sông lớn nhỏ vốn đã khô cạn đã dâng lên với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Toàn bộ sông Hoài cũng đã hiện nguyên vẹn như một dòng sông. Từ trên cao của quận Thạch Hoàng, nhìn xuống sông Hoài Hà lúc này giống như những đường gân của một chiếc lá dương, với các nhánh sông không ngừng chảy vào sông chính từ hai bên. Khi từ trên không trở về mặt đất lại là một cảnh tượng khác. Hai ngọn núi bị một con mương kẹp chặt, phần lớn là con đường thân thiện bên sông, ra khỏi núi. Lòng đường trống trải khiến một mảng lớn đường bị sạt lở. Khi cơn mưa bắt đầu vào ngày thứ Năm, công việc ứng phó đã sẵn sàng. Lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày hôm trước, bão số 5 đổ bộ vào bờ biển thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Cũng trong ngày 7 tháng 9, tỉnh Hà Bắc đã tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến về phòng chống và ứng phó với cơn bão số 5. Cũng trong ngày, có 6 tổ công tác được cử đi khắp quận, đóng quân tại 6 thị trấn trọng điểm để chống lũ trước mưa bão. Vào chiều ngày thứ Sáu, 20 hộ gia đình ở làng Ngô Gia Trang đã được tái định cư trong nhà của 3 hộ gia đình ở khu đất cao hơn để trú ẩn, đồng thời sắp xếp chỗ ở, đồ ăn thức uống. Vào sáng ngày thứ Bảy, trận mưa kéo dài hơn 2 ngày ở Trương Thực Yển đã tạnh. Vào buổi trưa, các nhân viên đến Ngô Gia Trang báo cáo rằng dân làng vẫn bình an vô sự. Hồ chứa Thạch Hoàng, Bạch Cao Bình, hồ chứa cỡ trung bình duy nhất trên kênh chính của sông Hoài Hà. Các nhân viên của Cục Bảo tồn nước Thạch Hoàng và các chuyên gia của Cục Thủy văn Thạch Gia Trang đã tổ chức 3 cuộc họp. Mặc dù tổng lượng hàng dự trữ trong lần dự báo trước đã tăng gấp đôi so với lần đầu tiên do trận mưa bão đổ bộ vào ngày thứ Năm, nhưng các nhân viên vẫn bị sốc trước tính chất cực đoan của cơn mưa bão. Nước từ thượng nguồn sông Hoài Hà được bơm vào hồ chứa Bạch Cao Bình không chỉ chảy vào điểm có lượng mưa lớn nhất ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc qua Tây Tử Câu mà còn chảy vào điểm có lượng mưa lớn nhất ở Thạch Gia Trang thông qua đoàn Lý Câu, gần núi Thạch Hoàng Kỳ Bàn. Để đối phó với đợt lũ sắp tới, vào lúc 14 giờ ngày thứ Sáu, hồ Bạch Cao Bình bắt đầu xả nước qua đường hầm dẫn nước với lưu lượng xả 20 mét khối mỗi giây. Đến khuya cùng ngày, nước lũ và hồ thực sự bắt đầu tăng lên rõ rệt, mực nước lên nhanh. Mặc dù Bạch Thảo đã lắp đặt thiết bị tự động đo mực nước, nhưng nước lũ đã cuốn theo cát và sỏi vào hồ chứa và thiết bị tự động thường bị sai lệch trong những tình huống khắc nghiệt như vậy. Vì vậy, cứ sau nửa giờ kiểm tra mực nước theo thời gian thực, tất cả dữ liệu của toàn bộ hồ chứa sẽ được tính toán dựa trên giá trị này. Đến 3 giờ sáng thứ Sáu, dung lượng xả của đường hầm dẫn nước của hồ được nâng lên 40 mét khối trên giây. Đến 6 giờ ngày thứ Bảy, mực nước hồ Bạch Cao Bình sẽ đạt mực nước giới hạn lũ 288m so với mực nước biển trong 2 giờ nữa, nghĩa là lũ trong hồ sẽ đi qua một bề rộng bằng nhau đến mực nước giới hạn lũ. Đập tràn thông thường dài 70m chảy vào kênh chính sông Hoài Hà. Vào lúc 8 giờ sáng, đập tràn bình thường bắt đầu tràn, nhưng nó không ngăn được sự tăng mực nước của hồ chứa Bạch Cao Bình. Hơn 20 giờ sau, vào lúc 4 giờ sáng ngày Chủ nhật, hồ chứa Bạch Cao Bình cuối cùng đã mở ra giá trị cực đại của dòng chảy lũ là 1.726 mét khối mỗi giây. Tại thời điểm này, mực nước dâng của hồ cũng dừng lại ở điểm cách trận lũ năm 1998 là 0,26 mét và cao hơn mức lũ năm 2016 là 1,08 mét. Tính đến 6 giờ ngày thứ Năm, tổng lượng nước đến từ thượng nguồn hồ chứa Bạch Cao Bình đạt 122,61 triệu mét khối, tương đương với khoảng 8 hồ rưỡi Tây Hồ.
Phó Chỉ huy của trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của quận Ninh Tân, Trương Kiến Bá, Giám đốc Cục Khí tượng quận Ninh Tân đã cung cấp nhiều thông tin khí tượng khác nhau cho trụ sở trước và sau trận mưa lớn, đồng thời tham gia vào quá trình tham vấn và phán đoán của tình hình lũ lụt cục bộ. Quận Ninh Tân là vùng trũng thấp có 12 con sông bao gồm cả sông Bắc Sa hội tụ tại đây, từ xa xưa đã được mệnh danh là Cửu Sông Hạ Lưu, khu vực giam giữ lũ lụt Ninh Tân Bắc Ngọc. Lần đầu tiên được ra mắt ở tỉnh Hà Bắc được đặt tại đây. Lượng mưa ở tỉnh Tân lần này không thể nói là lớn. Lượng mưa lớn nhất là 207mm, lượng mưa trung bình là 170mm. Cường độ như vậy không ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lũ lụt cục bộ. Nhưng mối đe dọa thực sự đối với Ninh Tân là nước thượng nguồn do các con sông nội địa khác nhau mang đến. Theo Trương Kiến Bá, dự báo thời tiết của Ninh Tân cho biết, ngoài việc dự báo thời tiết địa phương hàng ngày, cũng cần chú ý đến lượng mưa của 5 hồ chứa thượng nguồn, bao gồm hồ chứa Bạch Cao Bình, bắt đầu từ ngày thứ Bảy. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của quận Ninh Tân tiếp tục yêu cầu cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa nhiều hơn xung quanh 5 hồ chứa để đưa ra phán đoán về hợp lưu của dòng nước ở các khu vực miền núi xung quanh các hồ chứa. Thị trấn Hề Cù trong khu vực giam giữ lũ lụt Ninh Tân Bắc Ngọc là thị trấn đầu tiên mà sông Bắc Sa đi qua sau khi vào Ninh Tân. Vào lúc 7 giờ ngày Chủ nhật, trước khi hồ chứa Bạch Cao Bình ở huyện Trảm Hoàng xả lũ, 5 ngôi làng ở thị trấn Hê Cu, huyện Ninh Tân tiếp giáp với quốc lộ 339 bắt đầu chuyển dân và tái định cư. Theo kinh nghiệm của Trần Lục Thiên, thị trưởng thị trấn Hê Cu, 5 ngôi làng vùng trũng này nếu không lấy được nước cũng không sao và nước sẽ không nhỏ. Sông Bắc Sa cạn kiệt gần như quanh năm ở Ninh Tân và lượng mưa cục bộ này không gây ra tình trạng ngập úng trên sông. Nói lũ sắp đến cần chuyển dòng là không thuyết phục được dân, cán bộ thôn cũng không tin. Trần Lục Thiên đã chuyển tiếp các video về lũ lụt ở Lâm Thành, Trảng Hoàng và những nơi khác do những người bạn WeChat trong vòng bạn bè quay cho các cán bộ thôn. Khi các quan chức thị trấn và các quan chức thôn bắt đầu tổ chức di dời dân làng, Cục Công an huyện đã cử cảnh sát đến duy trì trật tự tại hiện trường, bộ phận giao thông lập tức lái xe buýt. Và bộ phận y tế thậm chí còn điều phối 120 cảnh sát cho một số dân làng với nhu cầu đặc biệt. Làng Mã Gia Trang bắt đầu được chuyển vào lúc 11 giờ 30 phút sáng Chủ nhật là một trong 8 ngôi làng thứ hai được di dời ở thị trấn Hê Cu. Hàng năm công tác chuẩn bị lũ lụt ở huyện Ninh Tân, tổng cộng có 34 khu tái định cư tập trung đã được chuẩn bị tại quận Ninh Tân và 14 khu trong số đó đã được đưa vào sử dụng. Sau khi quận Ninh Tân bận rộn trong 12 giờ để tái định cư dân làng, vào khoảng 8 giờ tối ngày Chủ nhật, dòng lũ ồ ạt bắt đầu xuất hiện ở con sông bên ngoài làng Mã Gia Trang. Nhưng phải mất 3 giờ sau đó là 11 giờ đêm. Khoảng 30 phút, dòng lũ tràn đầu tiên xuất hiện trên con sông bên ngoài làng Mã Gia Trang, lũ tràn vào làng. Nhưng lúc này, tại khu tái định cư tập trung, những người dân làng Mã Gia Trang bận rộn cả ngày đã thất thủ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!